Như lần trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách đấu giữa đe còi, lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý đấu giữa đe còi khi mà chúng ta đấu giữa đe mà còi kêu còi sên. Còi sên thường thường còi sên này là dòng nó hơi cao, nên nhiều khi là chúng ta đấu giữa đe rồi, đấu như cách của tôi rồi mà còi nó kêu, nó vẫn bị tập tịt. Lúc thì kêu một cái, lúc thì kêu một tiếng, lúc thì kêu cả đôi. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu dân em để cho nó kích dòng, kích dòng để cho dòng điện nó khỏe lên thì nó kêu cả đôi, kêu cả hai thì tiếng còi nó sẽ hay hơn. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu. Vẫn là dưa ne đấy, vẫn là dưa ne bốn chân này. Thì lần trước là ta đấu trụ vào, ta lấy một đường lửa vào 2 giây làm được trò. Thì hôm nay ta sẽ tách ra, vẫn 2 giây đấy, ta sẽ tách ra một giây ta sẽ lấy lửa trực tiếp, dây dương lửa trực tiếp từ ắc quy vào dưa le, từ ắc quy vào dưa le đây ta lấy trực tiếp này. Và một lửa, một đường lửa này là chúng ta nên nhớ là đường lửa này ta phải lấy từ ở trên vô lăng xuống. Khi ta bóp còi ấy là ta đo bằng đèn thử hoặc là bằng đồng hồ đo điện ấy. À, có lửa ra. Đấy, có lửa ra như này, ví dụ ta bóp còi nó có lửa ra này thì ta sẽ đấu vào đây từ trên vô lăng ô tô xuống. Ta đấu vào dây này. Một dây này là vào thẳng ắc quy này. Ta dùng điện trực tiếp ắc quy cho dòng nó khỏe. Và một dây này là dây mát. Dây mát này thì ta có thể là lấy dây mát trực tiếp ắc quy cũng được, mà dây mát này ta có thể lấy dây mát ở vỏ xe. Đấy. Đấy, mát. Mát trực tiếp ắc quy, mát vỏ xe cũng là một, cũng là nó. Đây tôi là lấy thí dụ như là điện lửa trên vô lăng xuống này. Đây này, ta lấy một lửa từ ắc quy vào này. Đây là tôi nói thí dụ là đây là mình hình dung đây là vô lăng ta bóp còi dưa le nhỉ, đây là trực tiếp từ vô lăng xuống này,
ta có điện ra. Đây là ta bóp còi. Đây là cách đấu dơ le này, kích dòng điện. Kích dòng điện này để cho còi nó xin nó kêu ổn định hơn. Đây là như là dơ le còi. À, đây là trên vô lăng. Để ta bấm còi này. Tôi đã hướng dẫn xong cách đấu dơ le để kích dòng điện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like cho tôi và phổ biến cho tất cả anh em thợ. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.